Kính chào quý cô chú bác anh chị yêu thích mai vàng bonsai cây kiểng cho cả nước ạ. Dạ hôm nay kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang cũng như là kênh Bonsai Cần Thơ 168 xin chia sẻ cùng quý cô chú anh chị điểm bán mai của Thúy Hằng ở Bình Thủy, thành phố Cần Thơ ạ. Rồi, xin chào Thúy Hằng ơi. Dạ em xin chào cô chú anh chị xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Hôm nay em có về được cây mai giảo ghim luôn ha cô chú anh chị. Giao lưu với cô chú anh chị qua số điện thoại là 0939099607 ạ. Đó cũng là số Zalo của em luôn. Dạ. Em vô cây đầu tiên là cây mã số M1 thôi cô chú anh chị. Dạ, là cây giảo ghim luôn ạ. Dán lông luôn cô chú ơi. Dạ, từ trên ngọn xuống dưới luôn cô chú anh chị nè. Đó nó hay là nó hơi sủa hơi ồn chút xíu cô chú anh chị. Thân lắm đẹp chi cành đều cô chú anh chị nha. Bông thì từ 7 tới 9 cánh ha cô chú anh chị. Dạ quá trời bộ đế luôn nha cô chú anh chị. Rồi, đi vòng đế cho cô chú anh chị mình xem đế cái nha. Sổm lên quá trời đẹp cô chú. Nguyên một cụm đế luôn á cô chú anh chị nha. Người lạ xuống. Ở đây có một cái cục bù nhìn nó cũng quái rồi cô chú. Dài da thì lên da cô chú anh chị nha. Rồi chị thẳng cho chị xin ông sống. Chưa vô được không? Dạ hoành em đo ở đây là 24 ạ. Dạ hoành được 24 cô chú. Em đo củ đặc ở đây là 52. Dạ tổng hoành đế là 17 ạ. Dạ. 117. 117. Tổng hoành đế là 117. Chiều cao thì khoảng 1m6 ha cô chú anh chị. Ờ bên đây nguyên cái củ đặc luôn cô chú anh chị. Tán ngang là 1m. Tán ngang là 1m48. Dạ, 1m48. Chiều cao thì cỡ 1.5m, 1m6, tán ngang là 1m48. Dạ nguyên một củ đặc luôn cô chú anh chị nha. Thân lắc từ ở dưới lên tới tàn đều hết cô chú anh chị nha. Một cây mai giảo ghim thân lắc cô chú. Chiều cao nãy nhiêu em? Dạ chiều cao cỡ 1m6 á chị. Dạ chiều cao 1m6. Rồi, tàn đều luôn cô chú anh chị nha. Cây này là mình có một cây mình để nó trước sân là bông rực rỡ đẹp luôn nha quý cô chú anh chị. Cái này mình giao lưu bao nhiêu em ha? Dạ cây mai giảo ghim này em báo giá là 24 triệu. Em bao ship với 200 km đó hả cô chú anh chị? Dạ 24 triệu cô chú anh chị nha. Bao ship 200 km. Dạ. Dạ rồi. Dạ cây mã số M2 là cây cúc bi cô chú ơi. Cây này em ghép được 2 bon. Em ghép được cũng được 2 năm rồi ha cô chú anh chị. Mắt ghép nó liền với nhau hết rồi. Cái này cũng dài lắm rồi cô chú anh chị nha. Dạ hoành là 16. Dạ hoành được 16. Ở đây đo lại cơ phải đây. Dạ đúng rồi. Chiều cao là 45, tán ngang là 35. Cây mã số M2 cúc bi này em báo giá là 800 nghìn, em bao ship toàn quốc. 800 nghìn thôi cô chú anh chị nha. Dạ. Mã số M3 cũng là cây cúc bi luôn cô chú anh chị ơi. Cái này em ghép được 3 bo ha, bo ghép cũng liền hết này. Đế cũng thấy cưng lắm cô chú anh chị nha. Cái hoành là 18. Dạ, hoành được 18. Chiều cao 63.
8052. Mã số M3 Cookby này báo giá 1.1 triệu, em bao ship toàn quốc luôn. Dạ, 1.100.000. Dạ, cây mã số M4 cũng là cây Cookby luôn cô chú ơi. Cây này ghép cũng được 4 bo cô chú. 4 bo, bo ghép bự hay ha cô chú anh chị. Mấy cây Cookby này em ghép cây nào cũng được 2 năm rồi ha. Dạ. Hai mùa mưa nắng. Dạ. Như hoành là 13. Chiều cao là 67, tán ngang là 45. Mã số M4 Cookby này em báo giá là 900.000, em bao ship toàn quốc luôn. Dạ, 900.000 thôi cô chú anh chị nha. Dạ. Mã số M5 cũng là cây Cookby luôn. Dạ, tay cầm thì mình vô dây đều tàn hết rồi cô chú anh chị nha. Cái này em ghép được 2 bò. Dạ. Chiều hoành là 13. Chiều cao 50. Tán ngang 55. Mã số M3 Cookby này em báo giá là 900.000, em bao ship toàn quốc luôn. Dạ. 900.000. Dạ, M6. Là cây Cookby luôn, em ghép được 2 bò. Nhiêu hoành là 16. Chiều cao 57. Tán ngang 52. Mã số M6 Cookby này em báo giá là 800.000, em bao ship toàn quốc luôn. Dạ, 800.000 cho chú anh chị nha. Số M7 Cookby luôn. Cũng là cây Cookby luôn. Em ghép được 2 bo ha. Cây này có đế cho chú anh chị nha. Dạ hoành là 15. Chiều cao 63. Tán ngang là 45. Mã số M7 Cookby này em báo giá 900.000, em bao ship toàn quốc luôn. Dạ 900.000. Số M6. Cây này càng lớn hơn chiếc cô chú. M8 chứ. Dạ. Càng lớn hơn chiếc luôn cô chú anh chị nha. Mã số M8 là Cookby, em ghép được 2 bò. Nhiêu hoành là 18. Chiều cao 64. Bo lớn rồi. 8064 luôn. Cái này về lấy bo cũng được nhiều lắm nha cô chú anh chị nha. Dạ, mã số M8 Cookby này em báo giá là 1 triệu, em bao ship toàn quốc luôn. Dạ, 1 triệu, mã số M8. À. Dạ, M9 nha quý cô chú. Cũng là nha. Cây Cookby luôn, em ghép được 2 bo. Cái này nó thuận chậu luôn, kính bầu luôn, kính chậu luôn của chú chị, ghế với lụa nó ra quá. Chỗ hoành là 14. Dạ. Chiều cao 50. Tán ngang 60. Mã số M9 Cookby này em báo giá là 800.000, em bao ship toàn quốc. Dạ 800.000. Dạ. M10. Cũng là cây Cookby luôn, em ghép được 3 bo. Tàn tròn đều lớn cô chú anh chị nha. Chiều hoành là 17. Dạ. Chiều cao 51. Tán ngang 57. Mã số M10 Cookby này em báo giá là 1.100.000, em bao ship toàn quốc luôn. Càng lớn luôn cô chú anh chị nha. Chưa. Dạ. 11 ạ. Cũng là cây Cookby luôn cô chú ơi. Em ghép được 2 bo ha. Dạ. Cái này có đế nha. Chiều hoành là 14. Chiều cao 48. Tán ngang 54. Mã số 11
M11 em báo giá là 800.000, em bao ship toàn quốc luôn. Dạ 800.000, nghe rồi. M12. M12 của chú anh chị nha. Cũng là một cây cây cúc bi luôn. Em ghép được 2 bò. Dạ. Cái này có tàn hết rồi cô chú anh chị nha. Vậy mình chỉ cần thay một cái chậu đẹp đẹp một xíu nữa để bàn ngon lành luôn cô chú anh chị nha. Đây, một củ đế luôn. Dạ rồi. Chỗ hoành là 19. Dạ, hoành được 19. Chiều cao 64, tán ngang 50. Mã số M12 cúc bi này em báo giá là 1.200.000, em bao ship toàn quốc luôn. Dạ, mã M12 là 1.200.000 nha cô chú anh chị nha. Số 3. Cũng là cây cúc bi luôn cô chú anh chị nha. Cũng là cây cúc bi, em ghép được 2 bo. Này có củ tròn quay luôn nè cô chú. Cây thở. Dạ, một củ luôn cô chú anh chị nha. Dạ rồi. Chỗ hoành là 18. Đo cũ này là 29. Cây này mình ghép có 2 bo nha. Chiều cao 70, tán ngang 49. Mã số M13 cúc bi niệm báo giá 1.200.000, em bao ship toàn quốc luôn. Dạ 1.200.000. Dạ rồi. Dạ. M14 là cây cúc đọt đỏ cô chú anh chị. Dạ cúc đọt đỏ. Cây này em ghép được 4 bo ha. Cái bo ghép này già. Cây này em mới con tàn nhưng gãy lá hả cô chú anh chị. Dạ cúc đọt đỏ. Dạ rồi. Để hoành là 25. Dạ hoành 25. Chiều cao 63, tán ngang 56. Mã số M14 cúc đọt đỏ này em báo giá là 900.000, em bao ship toàn quốc luôn. Dạ, 900.000 luôn cô chú anh chị nha. Mã số M14. Hết chưa? Mã số M15. Cũng là cây cúc đọt đỏ luôn cô chú anh chị ơi. Dạ, cúc đọt đỏ. Cây này em ghép được 2 bo rồi ha. Nhìn cái đọt màu đỏ đỏ nhìn rất là bắt mắt cô chú anh chị ha. Để hoành là 23. Dạ, hoành 23. Chiều cao 47, tán ngang là 50. Cây mã số M15 cúc đọt đỏ này em báo giá là 800.000, em bao ship toàn quốc luôn. Dạ. Cây này cũng là cây cuối clip của em rồi ha. Cảm ơn cô chú anh chị xem clip ủng hộ em trong thời gian qua ha. Mong cô chú anh chị xem clip này ủng hộ em qua số điện thoại của em là 0939 099 607 ạ. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở clip sau. Dạ. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip sau nha. Kênh sẽ chia sẻ thêm nhiều địa điểm bán mai mới, nhiều giống mai để mình cô chú anh chị mình sưu tầm nha.